anh muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu anh có bằng lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn kiêm nhường của con đường đó. Có phải em bỏ lại nỗi đau và khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoang đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết lời cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phải là nói dai? Cũng có lúc anh bị trầm cảm như một cú sốc như vô hình, một người em quen không anh đi mất dù rằng anh có thể bình tĩnh. Được như vậy hay không, hay em xem đó là trò đùa? Cũng như bài hát anh gọi tên em ở trong nhận thức anh từng hứa, à nhớ lời hứa mà anh từng hứa với em hôm nay là dư thừa, thì em cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt với em, nhưng em lại yêu một người khác. Tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đổi chát. Sao có thể em cho anh khùng và chia tay em trong những khác? Nhưng anh sẽ cắm em làm anh đau, và với thức anh trong thể xác này. Anh cắm em nói yêu anh khi đứng trong vòng tay người khác, và anh cắm em nhìn vào anh vào đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em ra so sánh ai tốt hơn như việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Cố gắng quên đi thời gian. Anh cấm em đi về đêm khi đã không còn anh bên cạnh, vì anh biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm. Anh biết là em sẽ hỏi, lấy tư cách gì anh xen vào thì cũng đơn giản là một thằng ngốc lòng tròn trách nhiệm mặc dù xa nhau. Anh quên đi việc anh làm, nếu anh nói anh bảo kể công rồi em sẽ nói là em không bắt tại sao anh làm rồi còn dài dòng. Với nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng nữa. Nó phải chỉ trong vài lần đành ngậm miệng là để em vui thôi. Nói sao thì chuyện cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không thể tặng cho em hạnh phúc mà em mơ thôi. Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm, mặc dù vẫn biết là 7 phần thừa. Có phải món anh tự tay làm ở trong chiếc hộp vẫn còn chưa? Cảm thấy cấm em quá đủ rồi, lần này anh cấm bản thân anh cấm anh không thể cười nếu ngày mai không em bên cạnh. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh vào đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đang so sánh ai tốt hơn như việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi